Ngoài ra thì mình muốn biết các cái phiên bản của Midjourney ấy, thì mình nhấn vào phần setting này, nhấn enter này. Thì ở đây đấy, nó có các cái phiên bản của Midjourney như sau. Thứ nhất là Midjourney version 1, version 2, version 3, version 4 và version 5 là version Nizi. Version Nizi mode ấy, thì nó sẽ là ảnh là dạng như kiểu hoạt họa ấy, hoạt hình anh chị em nhé, kiểu hoạt hình hoạt họa nhé, được chưa? Ngoài ra thì nó còn có mấy cái máy, cái version nữa, đấy là MG Test Photo đấy. Thì đây là hai cái phiên bản nó đang thử nghiệm, được chưa? Tức là gì ạ? Cái phiên bản Test Photo này nó chụp ra hình như là mình chụp ảnh luôn, được chưa? Còn MG Test này thì nó test lung tung hết cả. Ở đây nó có ba cái chế độ là gì ạ? Là chất lượng hình ảnh. Thứ nhất là Hard Quality, Base Quality và gì ạ? High Quality, được chưa? Đấy. Và thông thường mình dùng để Base Quality là gì ạ? Là cái chất lượng trung bình. Còn nếu mình để High này thì là gì ạ? Là X2 Cost, tức là gì ạ? Nó dùng một cái lệnh này, ví dụ như là mình có được 25 cái lệnh miễn phí chẳng hạn, thì mình dùng High Quality thì một phát thì nó dùng hai cái quyền của mình luôn. Đấy, ví dụ như là bình thường mình dùng một cái ảnh, mình viết một câu lệnh thì mình mất một quyền, nhưng mà mình để High Quality thì mình mất hai quyền luôn, coi như là hai cái coin luôn. Đấy. Cái style là cái gì ạ? Cái style đây là cái phong cách hay là cái cách vẽ, thì nó có thể là gì ạ? Thấp, trung bình, cao và rất cao, được chưa ạ? Thì bình thường mình cũng để là trung bình, mình có thể để lên style là cao hoặc là very high, được không ạ? Đấy. Regular upscale, tức là upscale tức là cái mà mình nâng cấp cái bức tranh của mình lên cho nó chi tiết, cho nét ấy. Thì nó có ba loại, tức là regular tức là bình thường. Light upscale tức là upscale lên nhưng mà thêm ánh sáng vào cho nó sáng sủa hơn. Và beta upscale thì cái này đang thử nghiệm, beta là bản thử nghiệm, thì nó sẽ upscale theo một cái dạng khác. Đấy. Tiếp theo nữa là public mode, tức là cái trạng thái chế độ là gì ạ? Chế độ gọi là chia sẻ công cộng. Đấy. Hoặc là still mode tức là gì ạ? Là chế độ là lén lút, tức là chế độ mà một mình thôi, nhìn thấy thôi. Đấy. Đấy, hoặc là remix mode, tức là chế độ này là nó sẽ kết hợp với nhau. Ngoài ra thì nó có hai cái chế độ để tạo một chế độ là nhanh và chế độ gì ạ? Chế độ relax để chế độ chậm. Nhưng mà thực tế nó test cái chế độ chậm này thì nó cũng không chậm hơn bao nhiêu đâu. Nó không chậm hơn nhiều đâu anh chị em nhé. Rồi.